Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 4 có rất nhiều các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được tổ chức tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tại những đêm diễn này, công chúng có thể gặp lại những nghệ sĩ đã gắn bó một thời với nhạc Trịnh như là Khánh Ly, Hồng Nhung hay là Cẩm Vân. Cụ thể, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 4 tại Nhà hát lớn Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc Như cánh vạc bay. Tham gia biểu diễn là các ca sĩ nổi tiếng từng gắn liền với tên tuổi của Trịnh Công Sơn như ca sĩ Hồng Nhung, nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam, ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Quang Dũng, saxophone Trần Mạnh Tuấn. Chương trình còn có sự tham gia của ca sĩ Miu Lê với bản hit Diễm Xưa và Còn tuổi nào cho em được phối lại theo trong phim Em là bà nội của anh. Ngày 2 tháng 4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô sẽ diễn ra đêm nhạc Đường xa vạn dặm. Đêm nhạc có sự góp mặt của nhiều giọng ca được yêu thích của dòng nhạc Trịnh như Khánh Ly, Hồng Nhung, Cẩm Vân, Ánh Tuyết, Quang Dũng, Khắc Triệu và cô bé Huỳnh Trân, người đã từng được yêu thích của giọng hát Việt nhí khi thể hiện những ca khúc của Trịnh Công Sơn. Đáng chú ý là sau những đêm diễn tại những khán phòng sang trọng có thu vé, ca sĩ Khánh Ly sẽ tổ chức một đêm nhạc nhỏ ấm áp tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội vào ngày 4 tháng 4.